Xin chào quý vị khán giả đã quay trở lại kênh của Sài Gòn House nha. Hôm nay Huy sẽ review một cái căn nhà trắng rất là đẹp trong khu đô thị 5 sao này. Có thể nói đây là một căn nhà đẹp nhất trong khu 5 sao này và giá hiện tại đang bán với giá rất rẻ do chủ đang nợ ngân hàng, cần một số tiền để thanh toán công nợ. Nên đây là một căn nhà riêng lẻ, giá rất hời. Quý vị hãy theo dõi hết video để thấy được căn nhà tuyệt vời này nha. Và nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video sắp tới giúp Huy nha. Và đây quý vị, đây là mặt trước của căn nhà này nha. Căn nhà này thì có diện tích là ngang 5, dài 22 nha. Hướng của căn nhà là hướng chính nam, nằm trong khu đô thị 5 sao, cách chợ Bình Chánh khoảng 2 km nha quý vị. Đây có thể nói là một căn nhà đẹp nhất trong khu 5 sao hiện tại. Nhà thì được thiết kế gồm 1 trệt, 2 lầu, 1 sân thượng, bao gồm 4 phòng ngủ và full nội thất luôn quý vị nha. Đường trước nhà rất là rộng, đường này nó khoảng tầm 9m nha quý vị nha. Cho nên là chúng ta có thể kinh doanh buôn bán thoải mái. Và đây là một căn nhà trong khu đô thị 5 sao quý vị nè. Một cái tông màu trắng rất là đẹp luôn. Và đây là căn nhà mà kiến trúc sư người ta đã thiết kế bài bản luôn, rất là hợp lý bên trong luôn nha. Quý vị hãy theo dõi hết video để thấy được căn nhà tuyệt vời này. Và Huy cũng sẽ báo giá một cái căn nhà mà trước đây chủ đòi cái giá cũng rất là rẻ rồi, nhưng mà bây giờ giảm tiếp 500 triệu nha quý vị nha. Một khu đô thị rất đáng để sống. Và nhà chúng ta thì nằm ngay sau sân tennis và sân đá banh của dự án. Còn đây là phía trước của căn nhà quý vị nha. Ban đêm thì còn rất là lung linh quý vị ạ. Quý vị nào mà đang theo dõi like thì hãy cho Huy một like, một đăng ký nha. Đây là cái sân trước nhà. Sân trước nhà của chúng ta là 3m quý vị ha. Và ở đây thì chủ nhà người ta đã trồng cây, trồng kiểng rất là tốt cho chúng ta rồi. Ở trên là chúng ta có cái mái che này. Mái che này là lợp bằng kính nha, để cho mưa không bị tạt xuống. Tuy nhiên thì vẫn có thể lấy ánh sáng để chúng ta có thể trồng cây, trồng kiểng. Ở đây thì cái sân này là 3m nha, lát bằng đá quý vị nha. Đường trước nhà rất là rộng rãi, chúng ta có thể đậu xe hơi rồi kinh doanh thoải mái luôn quý vị nha. Dân cư xung quanh thì cũng đông đúc rồi. Và căn nhà này thì đây quý vị, một cái cổng màu trắng rất là đẹp nha. Các quý vị vừa thấy cái tổng thể bên ngoài rồi, rất là đẹp rồi. Căn nhà này thì nó có hai lớp cửa nha, một lớp cửa nhôm sinh pha kính cường lực và lớp cửa cuốn ở bên ngoài nha quý vị. Và nó có hai cái cửa, cửa này là cửa đi bộ bên hông này, thì khi mà chúng ta đậu xe hơi thì chúng ta có thể có một cái cửa này để đi bộ vô nhà nha quý vị nha. Đó. Và không để mất thời gian của quý vị thì Huy sẽ đi vào phòng khách của căn nhà này. Rất là long lanh. Chiều ngang của căn nhà này là ngang 5m nha. Và dài 22m. Phòng khách này có chiều dài nó khoảng tầm 5m quý vị ạ. Đó, tổng cộng cái này là 525m vuông nha. Bên này là bên tay phải nha quý vị. Bên tay phải này thì có một cái kệ giày dép này. Và chúng ta có một khu vực ở bên trong để chúng ta làm phòng khách nha quý vị. Đó. Hiện tại thì bên mình cũng đang rất là nhiều người quan tâm về căn nhà màu trắng này. Diện tích là ngang 5 dài 22, full nội thất luôn quý vị ạ. Đó, một căn nhà rất là đẹp và xây dựng cũng rất là chắc chắn. Bảo hành trọn vẹn trong vòng 2 năm quý vị nhé. Và có hợp đồng xây dựng đàng hoàng luôn. Sổ hồng riêng có sẵn luôn quý vị nhé. Và quý vị thấy là cái trần này làm một cách rất là đơn giản và đẹp này. Ở trên là cái quạt thì rất là hợp lý rồi. Khi mà khách tới chơi nhà ở đây thì có cái quạt trần này rất là mát nha quý vị. Rồi quý vị xem một cách tổng thể về ngôi nhà này quý vị nhé. Đây là phòng khách. Ở dưới cầu thang là sẽ là có một cái tủ ôm sát cầu thang quý vị nhé. Và cầu thang nhìn xuống thì có một cái khoảng khoét góc đây, rất là đẹp luôn. Còn đây là view nhìn từ trong nhìn ra ngoài. Rất rộng nha, rất rộng rãi luôn. Đó, quý vị thấy căn nhà này có đẹp không? Nếu mà đẹp thì hãy cho mình một like, một đăng ký và để lại bình luận bên dưới cho Huy nha. Và tiếp tục Huy sẽ review nốt cái phần còn lại của căn nhà này quý vị nha. Quý vị nào mà chưa đăng ký kênh của Huy thì hãy nhấn vào nút đăng ký kênh nha. Đây là một cái TV Sua Sáp nha quý vị. Mùa đá banh sắp tới rồi, World Cup sắp tới rồi, quý vị hãy mua nhà nhanh để theo dõi những trận đấu hấp dẫn nha. Và đây là không gian rất tuyệt vời để chúng ta có thể nấu ăn và tiếp khách luôn quý vị nha. Ở đây là không gian vừa làm phòng ăn vừa làm phòng khách được luôn. Một cái không gian rất là dài, chiều dài của nó khoảng hơn 12m nha quý vị. Đây là không gian mà chúng ta có thể tiếp khách được luôn này. Ngoài đây còn một cái phòng khách nữa nha quý vị nha. Cái diện tích của căn nhà này là ngang 5m, dài 22, hướng chính nam, sổ hồng riêng, nằm cách chợ Bình Chánh khoảng 2 cây số nha quý vị. Ở đây có một cái bàn ăn rất là đẹp dành cho gia đình luôn. Đây là bàn ăn cực kỳ Tây luôn quý vị ạ. Rất đẹp luôn nha. Cái nhà này thiết kế phong cách cực kỳ Tây luôn quý vị ạ. Đó, quý vị thấy một cái phong cách rất là hiện đại. Và bếp này thì có đủ đồ dùng như chúng ta nha. Ở đây thì có lò vi sóng này, bếp điện từ, máy hút mùi, rồi các cái kệ chén, rồi tủ này,
tủ lạnh 4 cánh nha quý vị. Ở đây thì chúng ta có cả sử dụng mà luôn là cái máy lọc nước luôn quý vị nha. Và tiếp theo cái khu vực bếp này sẽ là không gian ở phía sau này quý vị nha. Đây có thể nói là một cái khoảng vườn luôn. Cái sân sau này có chiều dài là 2 mét nha. Đó, chủ nhà đã trồng sẵn cho chúng ta cây cối rồi. Và đây có cái lavabo bên ngoài. Còn cái đây là cái nhà vệ sinh dùng chung cho cái tầng trệt này quý vị nha. Lát gạch từ dưới lên trên luôn. Còn ở đây là được trồng những cái cây hoa lài rất là thơm luôn quý vị ạ. Nhà rất đẹp nhá. Đây quý vị nhìn tổng quan từ trong nhìn ra ngoài này quý vị ha. Thấy một cái nét rất là đẹp luôn. Và thiết kế phong cách rất là Tây luôn quý vị ạ. Căn nhà này thì chủ đang chào giá rất là rẻ so với những căn khác nha quý vị nha. Hiện tại thì chủ đang cần tiền để đóng ngân hàng nên là giảm tiếp 500 triệu nha quý vị. Căn này thì quý vị nói là không biết là còn chê cái gì nữa. Đó. Căn này là một căn nhà riêng lẻ nha, không có chung tường, chung vách của căn nào hết luôn quý vị nha. Đó, một cái nhà cực kỳ đẹp luôn. Đây quý vị thấy. À, bây giờ Huy sẽ lên lầu 1 của căn nhà nha quý vị. Đây là cầu thang cũng rất là hiện đại nha. Đặc biệt là chỗ này là bậc chờ rất là vuông vức, không có bị vác góc ha. Rất là đẹp luôn. Còn đây là con Win của mình đi theo để quay nhà cùng với chúng ta nha quý vị nha. Hãy cho chúng ta con Win này một like, một đăng ký cho Huy nha. À, còn đây là lầu 1 của căn nhà quý vị ha. Lầu 1 này thì có hai phòng ngủ hai bên và đều có nhà vệ sinh bên trong luôn. Một cái thiết kế rất là đẹp nha quý vị nha. Đây là phòng ngủ đầu tiên. Thì căn này có 4 phòng ngủ nha quý vị. Căn cái phòng ngủ này thì có đầy đủ nội thất cho chúng ta luôn quý vị ha. Từ giường, tủ quần áo tới bàn đọc sách, rồi kệ trang điểm vân vân. TV, máy lạnh này quý vị nha. Đó, rất đẹp luôn nha. Rồi phòng ngủ ở đây thì nhìn rất là đã, một cái thiết kế cực kỳ bắt mắt quý vị ạ. Đó, đặc biệt là cái vòng cung này, chỗ đọc sách này rất đẹp luôn quý vị ạ. Cái phòng ngủ này thì được thiết kế cái nhà vệ sinh bên trong luôn quý vị này. Đây nhà vệ sinh của chúng ta này. Nhà vệ sinh này có vách ngăn bên trong luôn, là một cái khu vực tắm riêng biệt nha. Và quý vị thấy là có cả cái quạt hút mùi để hút tất cả những cái mùi khó chịu ra ngoài luôn. Đó, một cái thiết kế sẵn cho chúng ta rồi. Đây gạch nền ở trên này màu cũng rất là đẹp quý vị ạ. Còn đây là khu vực phòng ngủ thứ hai này quý vị. Phòng ngủ này nằm ở phía sau nhà nha. Phòng ngủ này mỗi phòng ngủ rộng khoảng tầm 36m² quý vị ạ. Và riêng hai cái phòng ngủ ở trên lầu 1 này thì có nhà vệ sinh bên trong khép kín luôn. Và phòng ngủ này có cái view rất là đặc biệt ở phía sau này, là quý vị thấy phía sau này mình có sân tennis này. Đó, buồn buồn thì quý vị ra đây chơi tennis. Và nhà đã có sổ hồng riêng nha quý vị, nên là quý vị yên tâm nha. Có hỗ trợ vay ngân hàng luôn. Đó, quý vị thấy cái phòng ngủ này rất là đẹp luôn này. Có bàn trang điểm, tủ quần áo, giường, đèn ngủ, các cái kệ tivi, máy lạnh. Đây quý vị thấy view đẹp không ạ? 522 ha. Và hướng nam có 4 phòng ngủ. À, cách chợ Bình Chánh khoảng tầm 2 cây số và về Bến Thành là khoảng 20 cây số nha quý vị. Đây, nhà vệ sinh bên trong phòng ngủ này đây. Có vách ngăn đàng hoàng luôn, rất đẹp luôn. Một cái thiết kế rất là trẻ trung và hiện đại nha. Tiếp theo thì Huy sẽ lên lầu 2 của căn nhà này quý vị nha. Hôm nay quay vào ban đêm. Cực kỳ đẹp luôn quý vị ạ. Căn này thì Huy đã quay vào ban ngày rồi, tuy nhiên thì hôm nay quay ban đêm cho quý vị xem là cái căn nhà này vào buổi tối nó đẹp như thế nào nha. Ở đây là cầu thang bước lên, mình có cái khoảng này, sau này mà mình treo một cái bức tranh ở đây thì cũng rất là nổi bật luôn nha. Còn đây là cái phòng ngủ ở phía trước này của lầu 2, thì riêng lầu 2 này chủ nhà thiết kế một cái nhà vệ sinh chung ở bên ngoài và có bồn tắm luôn. Còn đây là phòng ngủ phía trước này quý vị nha, phòng ngủ này thì có ban công đi ra ngoài phía trước nha. Đây bây giờ Huy sẽ đi ra ban công cho quý vị xem này. Quý vị hãy đăng ký kênh cho Huy nha và bấm like cho Huy nha. Đây là cái ban công của lầu 2 đây quý vị nha. Đây là khu vực xung quanh khu dân cư, khu đô thị 5 sao. Đây xe người ta đậu như vậy này. Xe hơi đậu vô tư luôn. Khu này cực kỳ an ninh nha và tiện ích thì rất là nhiều. Tiện ích ở đây thì đang hình thành cũng rất là nhiều nha. Có trường học quốc tế này, bệnh viện quốc tế. Đó là những cái tiện ích mà những cái khu đô thị lớn đều có hết. Và khu này là một cái khu đại đô thị 400 hectare luôn quý vị ạ. Đó là cái phòng ngủ phía trước, còn cái phòng ngủ phía sau, đặc biệt là có một cái nhà vệ sinh chung cho hai phòng nằm ở giữa này quý vị này.
phòng vệ sinh này thì quý vị thấy là có luôn cho chúng ta là cái bồn tắm nha. Đó, anh chị nào mà thích ngâm mình thì có một cái nhà vệ sinh có cái bồn tắm bên trong này, rất là đẹp luôn. Còn đây là phòng ngủ phía sau nha quý vị. Đây phòng ngủ phía sau này, cực kỳ đẹp luôn và có đầy đủ các cái nội thất cho chúng ta. Chỉ thiếu tivi, máy lạnh thôi nha. Đó, quý vị thấy đẹp không? Nếu quý vị thấy đẹp thì đừng có ngại bấm nút like cho mình nha. Quý vị cứ bấm nút like đi, không có mất cái gì hết đâu nha. Đây quý vị thấy là view bên tầng sau này, là view sân tennis này. Đó, chiều chiều ra đứng đón đánh tennis, rất là giải trí luôn và rất là tốt cho sức khỏe luôn quý vị nha. Đây là căn phòng ngủ thứ tư của căn nhà rồi. Đó, rất là đẹp luôn. Đây, view bên này cho quý vị xem này. Đây là kệ tivi này quý vị nha. Rồi, đó là bốn phòng ngủ của căn nhà. Thì bây giờ quý vị lên lầu 2, lầu 3 của căn nhà này. Ở đây là hành lang, còn đây là nhà vệ sinh chung cho hai phòng ngủ này. Đây là cầu thang này, rất là bắt mắt luôn quý vị nha. Và bây giờ quý vị cùng Huy lên lầu 3 của căn nhà. Cầu thang này đi cũng rất là dễ dàng nha quý vị, thấy không? Cực kỳ dễ dàng để chúng ta đi lại luôn. Và đây là lầu 3 của căn nhà. Thì trên này thì đặc biệt là Huy rất là thích khu vực phía sau, là khoảng sân thượng phía sau rất là đẹp luôn. Cái chỗ này thì mình dùng để giặt đồ và phơi đồ luôn này, phơi trong nhà luôn nha. Ở trên này là cái giếng trời và ở trên mái này cũng đổ bê tông hết luôn quý vị nha. Đó, đây là cầu thang. Còn đây là khu vực đằng trước này, thì khu vực đằng trước này là mình làm phòng thờ và có cái sân thượng ở đằng trước nha. Đây là phòng thờ này quý vị nha, phòng thờ của chúng ta đây, chiều ngang khoảng 3m quý vị ạ, khoảng 15m2 cho cái phòng thờ này. Và đây là cái sân thượng ở phía trước này quý vị. Sân thượng ở phía trước này khoảng 3m nha quý vị. Và bên chủ nhà cũng đã trồng cây kiểng cho chúng ta rồi. Và bên đây đã làm sẵn một cái giàn sắt nha. Đó, che mưa che nắng cho chúng ta. Và chúng ta có thể trồng thêm lan nữa quý vị nha. Có sẵn những cái vòi nước để chúng ta tưới cây được rồi. Còn đây là view nhìn từ sân thượng đằng trước của chúng ta này quý vị nha. Đó, rất là đẹp luôn. Rồi, tiếp theo thì quý vị sẽ thấy được khu vực sân thượng ở đằng sau. Một khu vực mà Huy nghĩ quý vị cũng sẽ rất là thích bởi vì rất là thư giãn luôn quý vị ạ. Đây là sân thượng ở đằng sau. Sân thượng đằng sau này có chiều dài là 4m quý vị ha, rất là rộng này. Và bên chủ nhà cũng đã trồng cho chúng ta rất là nhiều cây cối ở đây rồi quý vị ha. Rất là rộng. Và lên đây thì chúng ta có thể uống trà này. Đó, làm thêm cái mái che nữa lên đây uống trà trồng cây rất là tuyệt vời. Và đặc biệt là cái view ở đây, view ban đêm cũng nhìn rất là dễ chịu nha. Sân tennis này, kế bên là có sân đá banh. Đó, anh chị nào mà ưa thích thể dục thể thao thì có thể xuống đây rất là tuyệt vời luôn. Căn nhà này Huy nhắc lại thông tin nha. Thông tin căn này là ngang 5 dài 22 và hướng chính nam, sổ hồng riêng có sẵn, cách chợ Bình Chánh khoảng 2 cây số và về Bến Thành khoảng 20 cây số nha quý vị. Về Bến Thành khoảng 20 cây số và về Bình Tân thì khoảng 10 cây số thưa quý vị ạ. Sổ hồng riêng có sẵn và giá trước đây của căn này là 6 tỷ 2, tuy nhiên hiện tại thì chủ nhà đang kẹt vốn nên là bán với giá giảm thêm 500 triệu nha, là còn 5 tỷ 7 nha quý vị. Nhà chỉ còn 5 tỷ 7 thôi cho một căn nhà tuyệt vời như thế này, mặt tiền đường. Đó, quý vị nào đang xem live thì hãy ủng hộ Huy bằng cách đăng ký kênh nha, để theo dõi những căn nhà đẹp sắp tới. Bên mình còn rất là nhiều các cái căn nhà đẹp, những cái căn nhà giá rẻ cũng có nha quý vị. Đó, đây là cái dạng mà thuộc dạng là giá cũng giá trị cao nha quý vị, giá trị cao chứ giá không đắt nha quý vị. So với những cái khu vực đất ở đây thì đã là 3 tỷ rưỡi một nền đất rồi, và xây căn nhà này cũng khoảng 2 tỷ rưỡi rồi quý vị nhé. Đó, 3 tỷ rưỡi cộng với 2 tỷ rưỡi đã là 6 tỷ rồi quý vị ạ. Chưa kể những cái chi phí linh tinh khác mà mình xây nhà mà nó phát sinh nha quý vị nha. Rất là tuyệt vời luôn. Giá của căn này chỉ có 5 tỷ 7 thôi, trước đây là 6 tỷ 2 mà bây giờ còn 5 tỷ 7 thôi. Quý vị hãy tiếp tục đăng ký kênh để ủng hộ Huy trong thời gian sắp tới nha. Tới đây thì Huy xin dừng live và kết thúc chương trình này. Quý vị hãy đăng ký kênh để ủng hộ Huy. Xin chào và hẹn gặp lại.
Thì tới đây mình đã review xong căn nhà này. Quý vị nào mà đang rảnh tay thì hãy bấm vào nút like hoặc đăng ký cho Huy để lần sau mình không bỏ lỡ những cái video khác mới nhất nha. Quý vị yêu thích kênh của mình thì hãy nhấn nút like cho mình và bấm vào nút đăng ký để lần sau mình không bỏ lỡ những video khác nha. Bên cạnh đó thì bên kênh của mình cũng có rất là nhiều các cái căn nhà hoặc là những lô đất khác. Nếu quý vị nào mà muốn mua đất hoặc mua nhà những căn khác thì hãy liên hệ với số điện thoại của Huy hoặc là vào kênh để được xem thêm nha quý vị.